Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2, tuần 28 trang 58, sách Chân Trời Sáng Tạo. Chủ điểm Bác Hồ Kính Yêu, tuần 28-29. Bài 1, Ai Ngoan Sẽ Được Thưởng, sách giáo khoa trang 82. Bài tập số 1, nói A với B. Tức là chúng ta sẽ nói các từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B. Thì từ ngữ ở cột A có các từ mái tóc, đôi mắt, nụ cười, nước da. B, ấm áp, hồng hào, tinh anh, bà phơ. Như vậy đầu tiên ở đây các em thấy có từ mái tóc, thì mái tóc như thế nào? Mái tóc, bà phơ. Rồi đôi mắt thì như thế nào? Đôi mắt tinh anh, đôi mắt tinh anh. Rồi nụ cười, nụ cười ấm áp, nụ cười ấm áp. Nước da hồng hào, nước da hồng hào. Như vậy thì chúng ta đã vừa nói các từ ở từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B. Rồi tiếp theo câu số 2, ghép các tiếng dưới đây thành từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ. Như vậy ở đây chúng ta có các từ ở mỗi bút hoa, đó là kính, yêu, quý và mến. Như vậy chúng ta sẽ ghép các từ này với nhau thành một cái từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ. Ví dụ tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ đó là kính, kính yêu nè. Kính yêu. Rồi kính mến. Rồi yêu quý, yêu, yêu mến. Như vậy chúng ta có các từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ là đó là các từ kính yêu, rồi kính mến, rồi yêu quý, yêu quý, yêu mến. Và mến yêu. Rồi tiếp theo bài tập số 3, viết 2 đến 3 câu về bác Hồ có sử dụng từ ngữ ở bài tập 1 hoặc là bài tập 2. Như vậy chúng ta vừa có các từ ngữ ở bài tập 1, đó là từ mái tóc, đôi mắt. Mái tóc thì bạc phơ, đôi mắt thì tinh anh, nụ cười thì ấm áp, nước da thì hồng hào. Hoặc là các từ kính yêu, kính mến, yêu quý, yêu mến, mến yêu. Thì chúng ta sẽ viết 2 đến 3 câu về bác Hồ và có sử dụng những cái từ ngữ mà cô vừa nêu ở trên. Thì ở đây cô ví dụ mái tóc của bác Hồ thì như thế nào?
mái tóc. Mái tóc của bác Hồ. Bạc phơ. Rồi chúng em kính yêu bác Hồ. Chúng em kính yêu bác Hồ. Hoặc là bác Hồ là vị cha già kính mến. Như vậy thì ở câu số 3 này chúng ta đã sử dụng các từ ngữ đó là mái tóc thì bạc phơ, mái tóc bạc phơ, kính yêu và kính mến. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh thầy Dream để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và bây giờ tạm biệt các em.